Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ review một cái anten. Đây là một trong những cái dòng anten mà mình thấy là cái DPI nó cao nhất hiện nay và nó gọn nhẹ nha các bạn. Và hiện tại thì cái anten này nó có hai tính năng, đó là left hand và right hand. Thì các bạn lưu ý là khi mà mình nói đến anten thì mình phải đầu tiên là mình sẽ quan tâm cái gì? Thứ nhất là cái DPI. Thì như các bạn cũng biết đó là cái DPI đó chính là cái độ rộng của một cái anten khi mà các bạn truyền sóng đi. Nói nôm na nó chính là cái gì? Nó chính là cái khoảng cách tính từ tâm điểm của cái anten. Thì càng xa nha các bạn, cái DPI nó càng cao thì cái khoảng cách từ tâm cho tới cái điểm cuối cùng á, nó gọi là cái bán kính á, thì nó lại càng xa. Thì đó là cái DPI mà nó thể hiện ở trong cái anten. Thì các bạn lưu ý khi mà mình mua anten ha, thì mình sẽ quan tâm cái gì? Cái DPI đầu tiên, càng lớn có nghĩa là anten của các bạn sóng càng xa. Và cái thứ nhất, cái thứ hai, nó còn phụ thuộc vô chất liệu làm anten nữa nha các bạn, chứ không phải là cứ DPI cao là sóng xa đâu. Quan trọng nữa đó chính là cái chất liệu, bởi vì những cái dòng anten mắc nó sẽ dùng những cái chất liệu tốt để nó sản xuất ra một cái anten cho cái tín hiệu ok nhất và bớt nhiễu nhất. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về cái anten pass. Anten nói chung là nó giống như là một cái chảo đó các bạn, và nó khá là lớn. Đây, đó chính là cái anten này. Đây, các bạn thấy không? Cái anten này á, nó gọi là anten định hướng. Anten định hướng nha các bạn, có nghĩa là nó hơi sóng của nó sẽ đi theo hướng gì? Nó đi theo cái hướng giống như là một cái phễu. Thì cái phễu đó, thì cái ống phễu giống như là cái để rót ra các bạn, cái cuốn phễu á, đó chính là cái modem của các bạn gắn vô. Và cái anten này nó sẽ đi theo cái hướng dạng như vậy nha các bạn, nó gọi là cái phễu ha. Đó, thì khi sử dụng anten này các bạn lưu ý dùng mình điều là cái gì? Đó chính là cái định hướng, bởi vì nó cái tên gọi của nó là anten định hướng mà, thì các bạn phải chỉa đúng hướng ha. Các bạn chỉa dây là chết, chỉa dây là các bạn chỉ bay ở trên đỉnh đầu thôi nha, mà các bạn phải chỉa như vậy này. Ví dụ một cái VTX đang sử dụng một cây nấm, nó sẽ như vậy. Ok, thì khi mà nó đi như vậy thì cái anten này của mình á là phải hướng song song như vậy, theo một đường thẳng của cái anten nha các bạn, thì cái sóng nó thu được là tốt nhất. Còn khi ví dụ cái nấm nó đang ở đây, cái anten này của bạn nó chỉ lên đây hầu như không có sóng, nó chỉ qua bên này hoặc nó chỉ ra sau lưng hầu như không có sóng, mà nó phải chỉ như vậy. Thì thường những cái cây này á, những người chơi cánh bằng họ sẽ có một cái gì, một cái gọi là cái gimbal. Cái gimbal nó định hướng theo cái sóng luôn, nó sử dụng cái sóng để nó truyền tín hiệu vô một cái gimbal để nó di chuyển theo các bạn. Đó, thì ví dụ như là anten nấm nó đang ở đây thì cái cây này nó sẽ như vậy, khi mà nó chỉa qua đây thì cái cây này nó sẽ động, nó chỉa qua bên này thì nó thu sóng cực kỳ tốt. Thì đây là cái tác dụng của cái anten định hướng nha, anten pass. Thì trong các dòng modem, tại sao người ta làm hai modem diversity? Bởi vì cái đầu tiên là người ta sẽ dùng một cây nấm. Cây nấm là nó đi theo một cái hình táo nha các bạn, nó đi theo hình táo. Thì cái cây đó điểm yếu nhất là điểm trung tâm và điểm trên đầu là sóng yếu nhất. Nhưng khi mà các bạn chạy vòng quanh cái điểm đó là sóng nó như nhau hết. Nhưng cây táo ở cái cây mà anten nấm nó chỉ có một cái khoảng cách nhất định thôi, bởi vì nó đi theo cái hình cycle mà, sóng nó theo hình cycle mà. Thì từ điểm gốc nha các bạn, từ điểm bạn đứng á, cho đến cái điểm ngọn là cái khoảng cách của trái táo á các bạn, là từ cái vỏ ngoài trái táo cho đến cái tâm trái táo á, thì hai cái điểm này là sóng yếu nhất và cái điểm giữa lại là sóng tốt nhất ha. Đó, còn cái cây này á thì trước mắt là sóng nó mạnh nhất, nhưng càng đi xa thì nó lại càng yếu, nhưng đằng sau lưng thì cực kỳ yếu. Có nghĩa là nhiều khi các bạn để như vậy mà các bạn bay sau lưng nhiều khi mất sóng luôn. Bởi vì sao? Cây này nó không có dội ngược lại phía sau mà nó chỉ đi theo hướng tới thôi nha.
nên là anh em bay cánh bằng, bay long range thường sẽ sử dụng cái cây này phụ trợ cho cây nấm. Cây nấm thường các bạn bay dạng kiểu freestyle hoặc các bạn tập gần nhau á, các bạn chơi hai cây nấm ok hơn cây này nha. Chơi hai cây nấm thì sóng nó phủ tốt hơn, dày hơn, thì cái khi mà nó divert giữa hai modem á, nó sẽ làm cho cái sóng của mình nó liên tục hơn đó. Còn khi các bạn bay ví dụ như là mid range, long range, ví dụ bay từ khoảng cách từ 200 trở lên á, các bạn nên đầu tư một cây này để làm gì, để khi mà các bạn bay gần, các bạn bay sau lưng thì cây nấm nó sẽ sử dụng được, nó sẽ ưu tiên cây nấm. Còn khi các bạn bay tầm khoảng 200m phía trước của các bạn đi xa á, thì cây này nó sẽ tác dụng hơn. Ok, thì cái cây này á là mình thấy nó khá là to. À, dòng này thì thực ra thì nó không phải là mới đâu, dòng này nó cũng sản xuất lâu rồi nhưng mà sóng tốt. Thì bây giờ mình sẽ thử đo cái khoảng cách của nó nha các bạn. Thì cái cây này á là nó đường kính của nó là 15 cm, ha, 15 cm, và nó bao gồm hai lớp, lớp trong là nó là 10 cm và lớp ngoài là 15 cm. Thì các bạn lưu ý nha, cái lớp này này nó chính là mát, cái lớp ngoài này này nó chính là mát đó các bạn, còn cái lớp trong này nè nó mới chính là cái hút sóng. Có nghĩa là cái lớp ngoài nó có tác dụng là cái gì, nó không cho sóng xuyên qua, mà khi mà cái sóng của các bạn nó về đây nha, nó về cái cây trong này á là nó hấp thụ luôn, hoặc là nó về cái cây ngoài này nè, nó về tới đây thì ở tới đây này nó lại dội ra nha các bạn, nó dội ngược lại vô đây chứ nó không cho xuyên qua nha. Đó, thì cái cây này thực ra cái tác dụng nhất đó chính là cái lớp bên trong nha các bạn, cái lớp bên trong á chứ không phải là cái lớp bên ngoài nha, các bạn lưu ý giùm mình đó. Thì ở đây thì cái cây này á nó bao gồm là hai chân này á là dùng cho left right. Các bạn lưu ý khi các bạn sử dụng anten right, có nghĩa là từ modem cho đến VTX đều right hết, sóng tốt. Nhưng trong trường hợp các bạn mà sử dụng right left ít nhất giảm đi cả ngàn lần thôi. Đây là cái kiến thức về lý thuyết mà những người nghiên cứu người ta đã đưa ra rồi, mình không phải là mình nghiên cứu nha, cái này là mình chỉ đọc và mình truyền tải cho các bạn về cái thông tin này thôi đó. Nên khi các bạn lưu ý, các bạn sử dụng một cái anten mà nó vừa tính năng led vừa tính năng right thì các bạn phải tiếp nối cho nó một cái đầu chốt đây, phải có một cái đầu chốt để nó làm gì, để nó thông mạch nha các bạn. À, các bạn để ý đi, nó sẽ thông mạch nha. Đó, thì các bạn xài nó mới ok. Còn các bạn không có cái con ốc này này, không có cái con ốc mà thông mạch này này, anten này nó không mạch, nó chỉ bình thường thôi. Đó, nên tại sao nhà sản xuất người ta đưa ra một cái con ốc thông mạch như vậy, để khi các bạn dùng right, các bạn che, các bạn thông mạch left, các bạn dùng left, các bạn thông mạch right. Thì ví dụ khi các bạn ra sân, các bạn bay left left, người ta bay right, hầu như bay nó rất là ít nhiễu, bởi vì hai cái tầng, hai cái đường sóng của các bạn á nó dạng như kiểu nó đối xứng vậy nè, thì nó chỉ nhiễu ở cái điểm gọi là tiếp nối giữa hai cái sóng thôi nha. Còn bình thường các bạn bay á nó vẫn bình thường và nó không bị nhiễu nhiều. Nhưng các bạn mà bay cùng right thử đi, và những cái kênh ví dụ sát nhau, ví dụ 58XX đi, à, mình dán cá luôn mà lâu lâu nó nhảy sóng khó chịu và dễ bị rớt lắm. Đây là một trong những cái lý do mà rất là nhiều người không biết và cứ nghĩ là bay không có bay chung được. Nhưng mà thật ra mình biết cái nguyên do, biết cái lý do nó ảnh hưởng đến cái sóng FPV thì các bạn cũng có thể bay bình thường được nha. Đó, thì đây là một trong những cái kinh nghiệm về cái anten này. Và nhân tiện hôm nay mình chia sẻ cho các bạn biết cái cách để các bạn sử dụng anten luôn. Đó, đơn giản thôi, không có gì nhiều hết nha. Đó, còn những cái dòng anten mắc bây giờ đó chính là cái gì? Thứ nhất là cái thương hiệu chiếm 40%, chất lượng chiếm 40%, 20% còn lại tùy cái gì? Tùy giá nha các bạn. Đó, nên năm ra các bạn thực sự luôn là đợt vừa rồi mình cũng có cung cấp cho anh em một cái combo anten bay rất là ổn và giá rất là dễ chịu, 600.000 một cặp
anh em bay rất là hài lòng. Nhưng những cái cặp mình đã từng sử dụng 1,5 triệu, thực sự bay hầu như là không biết có hơn hay không, nhiều khi nó còn nhiễu nữa. Đó, thì các bạn cứ để ý đi, nếu mà trong trường hợp mình không biết thì mình xài đi. Mình xài mình sẽ tự rút ra được cái kinh nghiệm cho mình xài à, chứ không phải là cứ ai nói gì mình nghe đó. Mình chơi mình không có nghe ai hết, nhiều khi mình còn đấu lại, có nghĩa là mình phản bác lại ấy. Bởi vì sao? Các bạn chơi, các bạn phải có kiến thức. Bởi vì có kiến thức, các bạn sẽ chơi theo cái cách của các bạn. Và chắc chắn một điều là các bạn sẽ chơi rất là ok và các bạn lựa chọn đồ rất là ok. Chứ không phải đồ mắc là đồ ngon nha. Đồ điện tử thì nó có đồ này đồ kia, đồ xịn vẫn lỗi. Và đồ xịn nhiều khi lỗi nhiều. Bởi vì sao? Đồ xịn nó yêu cầu full cấu hình về xịn hết thì nó mới đồng bộ à. Chứ còn mà đồ xịn, một cái xịn mà mấy cái kia không xịn, hoặc là nhiều hãng khác nhau đập vô một, thì mình nói thì các bạn luôn là nó chạy nó giật, cực giật luôn à. Nên đâm ra là các bạn lưu ý khi mà các bạn mua một cái món đồ à, các bạn hãy nghiên cứu một chút xíu, các bạn đầu tư, các bạn nghiên cứu một chút xíu, bảo đảm luôn các bạn sẽ có một cái combo rất là ưng ý. Đây là những cái kinh nghiệm mình đã chơi khá lâu rồi. Bây giờ mình mới có thời gian mình chia sẻ cho các bạn để các bạn có thể có thêm kiến thức để các bạn sử dụng và chơi một cách hợp lý vừa túi tiền. Đây là cái kho RC của mình, khá là nhiều đồ các bạn. Bây giờ mình mới có thời gian mình PR và mình bắt đầu mình bán nhiều hơn. Thời gian vừa qua thì thực sự mình chơi là chính, bán ít lắm. Tại vì mình nhập đồ về đa số là mình chơi và giá tốt mình bán lại cho anh em để anh em chơi. Nên rất là nhiều người và mua hàng mình và kêu giá mình rất là tốt. Đó, thì đó là cái lý do là hàng mình mua về mình deal được giá tốt, mình bán giá tốt. Còn có những mặt hàng mình mua về giá nó xem với giá thị trường thì bắt buộc mình phải bán theo giá thị trường. Hoặc là nhiều khi đồ nó về giá khá cao thì mình phải bán một cái giá khác. Bởi vì bán mà không có chút lời trong đó là thôi khỏi bán đi, để xài luôn ha. Còn bán là phải có lời, kinh doanh là phải có lời. Mà không lời ít thì lời vừa hoặc là hề vốn. Chứ còn lỗ bây giờ mình bán hết. Nên đâm ra là sẽ có những cái món mà giá của mình nó sẽ khác với shop khác. Và có những món giá nó rẻ thì các bạn cứ suy nghĩ vậy đi. Bởi vì sau đó là cái gu bán hàng của mình ha. Chứ không phải là mình cứ mua đồ về thì mình bán giá cao, không có đâu. Bởi vì đồ mà có đồ này đồ kia, và những cái đồ mình bán là đa số mình cũng xài nhiều, bởi vì mình chơi lâu rồi nên mình xài. Và cái hướng của mình đi thì thực sự luôn là mình vẫn thích tập trung lên những anh em mà mình có thể mình chia sẻ kiến thức được cho anh em bắt đầu chơi từ đầu á, để anh em có những kiến thức cơ bản để anh em chơi. Chứ còn tay ngang sọt vô nhiều khi mình không hiểu á, khó chơi lắm. Bởi vì cái môn này nó cần phải có kiến thức các bạn ạ. Chứ không đơn thuần là thấy người ta chơi xong mình chơi vậy đâu. Như vậy thì nó giống như kiểu nó đi theo, mò theo á. Và chơi không hiểu nguyên lý á, thì sau này các bạn tự các bạn chơi, tự các bạn build khó lắm. Còn khi các bạn có một cái kiến thức về cái RC rồi, nên mốt các bạn build theo ý mình rất là dễ luôn. Bởi vì chỉ cần mục đích của các bạn yêu một con quá để làm cái gì thôi, bay kiểu gì thôi, là mình có thể hình dung được một cái cấu hình cho các bạn rồi. Đó là những cái mà mình căn cứ vào lý thuyết là cái gì để mình suy luận ra được một cái cấu hình vừa ý cho các bạn. Còn ví dụ các bạn mà cứ mua đồ về test này test kia, thực sự nó rất là tốn tiền và mất thời gian, và hầu như nhiều khi nó không có kết quả tốt nữa. Nên mình sắp tới mình sẽ ra nhiều cái video để hướng dẫn các bạn từng ly từng tí một, để các bạn có một cái nhìn khái quát về cái bộ môn RC này, để làm gì để cho các bạn chơi một cách hợp lý và đỡ tốn tiền ha. Bởi vì môn này khá tốn tiền, mình chơi gần 10 năm rồi và cái tiền mình đổ vô thực sự luôn là nó lên con số khá cao, và chăm chỉ vẫn bình thường các bạn đó. Nên đâm ra là các bạn lưu ý nha. Đây là cái chia sẻ thực sự luôn, là một cái chia sẻ thực tế của mình và một cái chia sẻ gọi là kinh nghiệm của mình về cái môn RC này đó. Nên là các bạn cứ tham khảo ha. Rồi các bạn ví dụ như là các bạn cần thông tin gì, hoặc là các bạn muốn biết về cái vấn đề gì, các bạn cứ
inbox để khi mình có thời gian mình sẽ chia sẻ, hoặc là mình sẽ gom lại, mình gom những cái câu hỏi của các bạn lại, mình sẽ làm một cái video để mình chia sẻ cho mọi người đều có thể cảm nhận và mọi người đều có thể biết thêm kiến thức về RC. Rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm cái video này khá là dài rồi. Thì thực sự mình cũng không muốn nói nhiều, nhưng mà nó cực kỳ thông nhiều thông tin để nó truyền tải đến các bạn. Và đặc biệt là những cái anten này á, mình sẽ làm một cái video khác để mình nói về cái công dụng, cũng giống như là cái cách chọn lựa anten để các bạn hiểu rõ hơn về cái anten nha. Rồi, ok.